Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải luyện tập 2 nằm ở trang 23, sách toán lớp 9, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung luyện tập 2: nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở ghi vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2/15 bể nước. Hỏi, nếu mở nghiêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể nước là bao nhiêu phút? Vì đề bài này hỏi là mở nghiêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu phút? Thì hỏi gì mình gọi đó là ẩn rồi. Thì đây có hai bể cho nên tương ứng mình gọi hai ẩn là x và y. Đây, gọi x, y, đơn vị là phút ha. Lần lượt là thời gian vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy một mình để đầy bể. Thì là thời gian nên x sẽ lớn hơn 0 và y lớn hơn 0. Giờ mình nhận xét thấy rằng ha, x phút nè, thì sẽ chạy dễ đầy bể đối với vòi thứ nhất. Vậy 1 phút thì vòi thứ nhất sẽ chạy được là 1 chia x bể. Nào, x phút thì đầy một bể, vậy tức là mỗi phút thì được bằng 1 phần x bể. À, mình đang đề cập đến vòi thứ nhất ha. Rồi, mình xem thời gian nè. Nào, 2 vòi chạy thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Thì đơn vị mình đang cần tính là phút, cho nên mình sẽ đổi 1 giờ 20 phút thành đơn vị là phút ha. 1 giờ thì bằng 60 phút, với thêm 20 phút nữa là 80 phút. Vậy 1 giờ 20 phút tương ứng sẽ bằng là 80 phút. Mà nãy mình mới nói phần này ha, 1 phút thì được là 1 phần x bể, vậy 80 phút thì vòi thứ nhất sẽ chạy được là 80 nhân cho 1 chia x. Suy luận tương tự với vòi thứ hai thôi. Vòi thứ hai thì mình gọi y là số phút, cho nên cũng là 80 nhân cho 1 phần y. Và lúc này là hai vòi cùng chảy, cho nên mình sẽ cộng nó lại nè. Và đầy bể tức là bằng 1 bể bằng 1. Ngày giờ mình viết câu dẫn. Sau 1 giờ 20 phút cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể nên ta có phương trình. Ngày giờ mình xin tiếp cái ý thứ hai này. Đây, nếu mở nghiêng vòi thứ nhất trong 10 phút, vậy 10 phút sẽ chảy được là 10 nhân 1 phần x. Rồi vòi thứ hai là 12 phút, cho nên sẽ có là 12 nhân 1 phần y. Không, cộng lại thì sẽ bằng là 2 phần 15 bể nước, cho nên mình có cộng lại phải bằng 2 phần 15. Rồi mình cũng viết câu dẫn cho phần này. Mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2 phần 15 bể nên ta có phương trình. Vì sau hai dữ kiện đề bài cho, mình đã viết được hai phương trình. Mình đặt đây là 1 nè và đây là 2. Từ 1 và 2 mình ghép hai phương trình này tạo thành một hệ. Đây. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Rồi mình ghép lại thôi. Thì em thấy rằng ha, ẩn của hai phương trình này nó có dạng là 1 chia x và 1 chia y. Đó, cho nên mình sẽ đặt ẩn mới. Đặt u bằng 1 chia x và v bằng 1 chia y. Rồi mình biến đổi nó lại thôi. Vậy lúc này hệ phương trình sẽ trở thành là 80u cộng 80v bằng 1, 10u cộng 12v bằng 2/5. Vì đây là một hệ hai phương trình bậc nhất, hai ẩn, với ẩn là u và v. Em có thể sử dụng máy tính để giải. Để giải hệ này, trước tiên cô nhắc lại ha, nhắc lại cách sử dụng máy tính để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Nhấn mod 51, mod 51, rồi mình nhập hệ số vào. 80, 1, xong phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là
10. 12. 2 phần 15 bằng. Ở trên máy tính của mình có kết quả là x bằng 1 phần 120 nè, y bằng 1 phần 240. Tuy nhiên ha, mấy quan sát lại phương trình mình vừa giải không phải là ẩn x, y mà là ẩn uv. Vậy thì x sẽ tương ứng với u và y tương ứng với v. Đây, vậy mình sẽ có được là x bằng 1 phần 120, tức là u bằng 1 phần 120. Rồi y ở đây là sẽ là v bằng 1 phần 240. Đây. À, đây là kết quả của hệ. Tuy nhiên ha, ở ẩn đầu tiên mình cần giải là x và y, cho nên mình sẽ dựa vào phần đặt uv này để tìm x y. Vậy sau khi giải xong mình thấy u bằng 1 phần 120, tức là 1 chia x bằng 120 tương ứng với x bằng 120. Tương tự v bằng 1 chia y bằng 1 phần 240, cho nên mình có 1 chia y bằng 1 phần 240. Vậy suy ra y sẽ bằng 240. À, giờ mình đã tìm được x y, mình kết luận tương ứng với việc mình đã gọi lúc đầu là x là số phút vòi thứ nhất chảy đầy bể, y là số phút vòi thứ hai chảy đầy bể, mình có thể kết luận. Vậy nếu chảy một mình để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút, vòi thứ hai 240 phút. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em giải luyện tập 2 nằm ở trang 23 sách toán lớp 9 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em thực hiện thật tốt phần luyện tập này. Nếu thấy hay có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.